Ok, hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn. Đây là một cái tủ bên mình lắp đặt theo yêu cầu của khách. Đó là sử dụng điều khiển động cơ 5.5 kW 3 pha từ xa qua remote với tầm xa khoảng tầm 400-500 m. Thì đây là cái tủ mình ráp đặt vừa xong. Các thành phần trong tủ như là đây là CP nguồn, contactor, relay nhiệt, bộ điều khiển AFR01 dùng để điều khiển một ngõ ra thông qua remote. Bộ này nó có khả năng học lệnh remote nên là mọi người có thể cài đặt remote rất là dễ dàng. Đây là relay nhiệt, nó giúp bảo vệ động cơ khi mà chạy quá tải hoặc là bị bể OB động cơ thì nó sẽ lập tức nó ngắt đi, nó không bảo vệ động cơ, không để động cơ bị cháy. Đây là bộ điều khiển tầm xa nên là bên mình có kèm theo anten này. Thì khi anten này mọi người lắp đặt thì mọi người hãy đưa ra ngoài tủ và kéo lên cao để nó thu sóng tốt hơn. Còn phía ngoài tủ này nó sẽ có một cái đèn báo nguồn màu đỏ, đèn báo motor là màu xanh và một cái công tắc này. Khi mà mình gạt qua này là chế độ điều khiển tay là động cơ sẽ chạy luôn, và khi chúng ta gạt ở giữa này đó là chế độ tắt, hoặc là chúng ta gạt qua bên trái này thì nó sẽ sử dụng cái điều khiển từ xa qua remote. Đó, đây là công tắc ba chế độ, đây là remote, tắt và bằng tay. Rồi, còn bên trong này thì nó cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ sử dụng remote để điều khiển, phím A sẽ là bật và phím B sẽ là tắt, nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật nguồn điện lên và cho thiết bị này học lệnh. Rồi, khi mình bật nguồn điện lên thì trên thiết bị nó sẽ báo đèn đỏ là nó sáng rồi, phía ngoài nó cũng sẽ báo đèn. Bây giờ mình sẽ tiến hành học lệnh bằng cách là nhấn cái nút học lệnh ở vị trí này. Đây, hiện tại là đây remote mới chưa có cài đặt nên là không có điều khiển được. Bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó học lệnh để nó điều khiển từ xa. Rồi, chúng ta sẽ giữ trong giây lát, đèn xanh dương sáng lên chúng ta thả ra, sau đó chúng ta bấm phím A, bấm phím B, như vậy là nó đã học xong. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái này qua chế độ bằng remote. Đây, đây là chế độ remote, chúng ta sẽ có thể bật tắt. Phím A là bật, phím B là tắt, phím A bật, phím B tắt. Rồi, ví dụ như đang trong quá trình chạy thì bị kẹt OB chẳng hạn thì động cơ sẽ tự động ngắt đi ngay lập tức. Đây, mọi người sẽ thấy rồi, lên nhiệt nó đang ngắt đi đó, nó ngắt khởi động cơ đi, nó không cho hút nữa. Khi mà khắc phục được sự cố thì nó mới cho động cơ động trở lại rất là an toàn. Bây giờ mình sẽ tắt đi, bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ điều khiển bằng tay. Đây, khi quạt qua động cơ sẽ chạy luôn đó, sử dụng rất là đơn giản. Còn bình thường chúng ta cứ để điều khiển từ xa, bật tắt bật tắt, rồi nó đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.